ហើយសួស្តីសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងសូមបង្ហាញពីប្រភេទមីក្រូហ្វូនមានអេកូម៉ាក់មុនសសនដែលជាផលិតផលថ្មីជាផលិតផលថ្មីដែលម្ដងសម្រាប់ប្រភេទនេះគឺទៅតាមម្ដងម៉ោងនេះទេណាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានប្រភេទមីក្រូហ្វូនមុនសសនដែលមានអេកូនេះគឺជារូបរាងថ្មីចំនួនថ្មីនិងជាការឌីហ្សាញថ្មី ជាមួយនឹងផ្លែមីក្រូហ្វូននេះកាន់តែស្អាតជាងមុនគឺនេះបងប្អូនមើលមីក្រូហ្វូននេះគឺជាប្រភេទមីក្រូហ្វូនមុនសសនម៉ូដែល MS006 6ដែលរូបរាងវាស្អាតមែនទែនជាប្រភេទមីក្រូហ្វូនមានអេកូហើយសម្រាប់ផ្លែមីក្រូហ្វូនមកវាបានអភិវឌ្ឍមុខងារថ្មីរូបរាងថ្មីហើយចម្ងាយកាន់តែចាប់បានឆ្ងាយជាងមុនសម្រាប់មីក្រូហ្វូននេះគឺជាប្រភេទមីក្រូហ្វូនដែលមានប្លូធូសផងមានអេកូផង អញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅជ្រៀងជាមួយនឹងបាសសង្កត់ថាគ្រប់ស្រីទាំងអស់តាមរងជាពិសេសបងប្អូនដែលប្រើជាមួយនឹងប្រភេទបាសដែលមានអំពីជាប់ដូចជាអាតូម៉ាទីនប្រភេទឡាញខឡឹម របស់វាបានហើយបងប្អូនមិនចាំបាច់ទិញអេកូទេហើយរីស៊ីវើររបស់វានេះគឺមានថ្មនៅខាងក្នុងនឹងអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនសាកមួយដងបងប្អូនអាចជ្រៀងពី4 ទៅ6ម៉ោងហើយផ្លែមីក្រូហ្វូនរបស់វានេះគឺជាប្រភេទផ្លែមីក្រូហ្វូនដែលប្ដូររូបរាងទាំងស្រុងតែម្ដងសម្រាប់មីក្រូហ្វូនមុនសសនរបស់ MS006 9រូបរាងថ្មីស្រឡាងតែម្ដងដូចជាមីក្រូហ្វូនម៉ូដែល Max Sennheiser ស្រៀងគ្នាអញ្ចឹងនេះហើយមួយវិញទៀតគឺជាប្រភេទមីក្រូហ្វូ
đã chia chùm nón trong rồi đã chia côn bơ kế rồi bỏ microphone miền này cô mạng môn sơ sơn rồi là tập hợp môn sơ sơn nó bị để bóng phôn tính bóng phôn nâng tự tùa bàn bàn thị nế mũi play cá bí môn sơ sơn rồi là tập hợp môn sơ sơn trời tại miền serial number hay serial number này cứ phóng thêm đó cứ chạy máu lên serial này cứ đập thêm mà phóng thêm đó bóng phôn nhạc đáy tiếp cứ phóng khớm thêm đó mà hay này cứ chỉ đôi visa card chẳng rắn mình men chia cả đá tế hay vì mình QR code roll ở cả prapa hay xem xét cứ bằng phổn à chăng ngào hay xem xét rồi có tệ tô cho buổi nâng ca prapa tới vì miền bảy hà lạ rồi xem xét bằng phổn à phở cam vị thi WeChat cam vị thi QR scanner cam vị thi line bằng phổn scan tới bằng phổn nâng lock cho tới từng po Facebook play card bằng mình sẽ sound hay bằng phổn à sưu roll chăng ngào hay xem xét ban tiền à thoải mái dùng phở dùng chơi phở bị ai hay chừng cái dùng trong phở lấy dùng trong phở đi lực khối hai khối dùng trong phở một con luôn chẳng dùng chăng ngao ta ta dùng thử phở ban art thấy thử time mấy khla được cái giá mấy bom bom này xù màn tiếng ở đây có bom tại bom bom prime cam vị thì scan QR code rồi bỏ vận chỉ card bao nhiêu rồi bắt bom mình sẽ sáng cứ bom bom này xù rồi sắm nồi xem tại bom bom mình chul tăng pin đồng lãi tăng pin rồi bị prapra nấy ở bao co mình sẽ sáng chúng mới đang monster sound microphone monster sound model MS-009 đấy, cứ chia phần microphone đại rachana mà đầu rung riêng thằng strong pi chấm nón sound sound phần mũi sound sound phần pal sound sound phần bốn cứ đầu thay máy sờ lang tạm rồi microphone đấy cứ tiếp tại miền bắc tại miền này ai mong là thằng ngày nít thế tiếp tại mà đón mong đấy thằng ngày nít bật này tạm rồi hai phía có chia phần microphone chấm nón trong rồi côn bơ kế rồi bỏ monster sound đại ban đầu rung riêng thằng song play microphone cứ thay máy sờ lang tạm rồi cứ microphone đại miền echo rụng riêng play microphone bài này cứ miền tây monster sound thế đại áp phích vào rụng riêng bán môn kế source ad hay can tới nguồn đại đó xong chuyện á can tới cứ nguồn đại đó hay miền microphone pi đàm nhưng cũng bong thì can như vậy mỗi hay đi mỗi tiệt chẳng xem bong bong để cho mang một microphone này tại còn ai prao cho mình ở bên coi là thì mỗi bong bong đại phơi cho mình nằm pi bọc còn ai prao cho mình nằm pi bọc của bán còn ai prao cho mình nằm bên sơ cục sấy đại echo mình xây về đúa còn ai giờ tập cho có lên mà có đây mình miền Bluetooth được chỉ chất Sony mình nhảy dây xem xét được chỉ Eon Eon Pro Party Mroy bởi vì bọn xem xét này bóng ổn trong bán prophet microphone này miền Eco giờ tận đại cho mùi nóng bà bao nhiêu hay dương ai chịu bàn hay bạc lát được chỉ auto mà tin đây tặng Oscar tay chia prophet active speaker chắc prophet ba tặng nó cứ chia prophet ba đấy miền ampli cho tu hay chúng cứ việc khóa tai mà giáng cứ khóa echo khóa microphone chúng bạn muốn ai tên bộ phận microphone làm ai sound sound bổn bổn đấy giờ tập prapa ban giáng sườn na sound bây giờ đấy hay xem các echo bảo việc cứ lò lò này cứ echo bảo việc bắt tông tập bổn kê này cứ echo bạn muốn mua mặc hàng sản alo one chín alo mùi bì bấy alo one chín alo one chín chẳng tao hiểu sao chiến tích chạy ở chui chỉ một bọn mà lấy những ai
mê tọp khlang bọ ai mọ quọt chiêm bọt đâm bây thưa tế chong đâng bằng hành bọ ôn thật ta microphone monster sound đà chi prophet chấm nón trong cõi chỉ côn bơi kế ta cả chỉ đang bơi dưới trường bàn rồi luôn ót hơi piru ót hơi ta xuống trường ót hay nghi xuống không cả bảo vệ ót hay xem một chút bao viết cứ dùng miếng để siêu ni muối play microphone pí hai miếng cọp bóp và lôi mình nhôm môi dạng sát sát này khẳng cõi bóng ổn về để bóng ổn phở hái bóng ổn ai đặt trong cọp bóp nóng hay dù bàn đào bàn dạng sưu nè chúng xem bong đại quát trong ban bong đại trong ban prophet microphone nè ok môi tả môi pi bảy one chi chi ทนเธอมองร้องจำ
tam phlâu chô rót đắn thmây cầm pung swai tbaeng taeng thvơ sang say prai prong srong srai rư o hon min thmây chaol rubong hai អូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ Idol របស់យើងសម្រាប់ប្រភេទមីក្រូហ្វូនមានអេកូមក 1សសរនេះគឺទីទៀតខ្ញុំនាំបង្ហាញផ្នែកខាងក្រោយថាតើសមត្ថភាពរបស់វាអាចប្រើបានអីខ្លះជាមួយនឹងប្រភេទមីក្រូហ្វូនមួយនេះគឺទី1បងប្អូនអាចច្រៀងបានចម្ងាយឆ្ងាយទី2គឺបងប្អូនមានអេកូមានន័យថាបងប្អូនអាចស្រែទៅលើភាពរលាស់ភាពអីផ្សេងៗនៅលើផ្ទាំងអេកូរបស់វាបាននៅលើទូហ្នឹងតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនឧបករណ៍ភ្លេងខ្លះៗដែលគាត់មិន
្អាតគឺកបបនេះនៅខាងក្រោយនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងអំភ្លីបកគប់សេរីតោះឥឡូវយើងក៏លើមើលផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាបន្តិចឥឡូវខ្ញុំដាក់ផ្នែកខាងក្រោយបន្តិចសម្រាប់ផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺមានន័យថាវាមិនហ៊ុនសម្លេងចូលតាមរយៈបានថាបងប្អូនអាចយកហ៊ុនសម្លេងពីឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងដូចជាម៉ាស៊ីនថាច់អីចូលទៅតាមរយៈខ្សែអូយ៉ូនេះហើយមួយទៀតបងប្អូនអាចយកសម្លេងអៅចេញតាមរយៈអូយ៉ូឬក៏ដោយ6លីអញ្ចឹងបងប្អូនមានពីរជម្រើសបងប្អូនយកតាមអូយ៉ូក៏បានបងប្អូនយកតាមដោយ6លីក៏បានដែរហើយមួយវិញទៀត receiver នេះគឺមាន bluetooth បងប្អូនបាញ់ bluetooth ពីទូរស័ព្ទដៃចូលទៅក្នុង receiver នេះតែម្ដងក្នុងករណីដែលបាសយើងប្រភេទខ្លះអត់មាន bluetooth ទេនៅពេលដែលបងប្អូនទិញប្រភេទ microphone MS-009 នេះគឺវាមានទាំង bluetooth ទៀតហើយកូរបស់វាគឺរលាស់ល្អជាមួយខ្ញុំបាទមើលអើ1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
ថាអឺតម្លៃប៉ុណ្ណឹងថ្លៃយើងមានតម្លៃចាប់ពី75ដុល្លារឡើងទៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាមីក្រូហ្វូនរបស់វាជាប់មកគូហើយ receiver ក៏សាកដែរហើយបតុងរបស់វាមានដូចជា5បតុងក្នុងការសេរីអញ្ចឹងសម្រាប់មីក្រូហ្វូនមានអេកូមកមិនសសានជាប្រភេទដែលមាន receiver មានអេកូបែបនេះគឺយើងមានតម្លៃចាប់ពី75ដុល្លារក្នុងមួយគូឡើងទៅណា75 95 120 180ហើយបើសិនជាបងបងខ្លះគាត់មិនសូវមានលទ្ធភាពទេគាត់អាចយកប្រភេទមីក្រូហ្វូនមកមិនសសាន model ដូចជា MS21 MS22 ឬក៏ CK208 CK209 គឺគាត់អាចយកបានណាតោះឥឡូវយើងសាកមើលបន្តទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រភេទមីក្រូហ្វូននេះគឺបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការប្រើគឺมันពិបាកឯងក្នុងការច្រៀងហើយវាច្រៀងទៅធូរតែម្ដងគឺมันច្រៀងទៅតាំងសំឡេងអីអត់ទេណាតោះសាកបន្តិចអើគាត់ឈីឈីអើអើគាត់ឈីឈីឈីI don't know.
ែវងសុំសងជួបអូនជាតិក្រៃតោះឥឡូវសុំឆ្លើយខមមិនបងបងតិចបាស់ Monster Sound 5ទឹកធុងដប់ក100មកគូប្រមាណ Monster Sound 5ទឹកធុងដប់របស់យើងយើងមានមកគូ1200 1150មើល1150សេរី MJ 1200សេរី MS ហើយ1350សេរី MX អញ្ចឹង Monster Sound របស់យើងមាន4លេខកូនណាសម្រាប់5ទឹកក100ណាអញ្ចឹងយើងមានតម្លៃចាប់ពី1050ទៅ1050ទៅក្នុងមួយគូ5ទឹកដប់ហើយបើសិនជាបងបងចាំបានបងលេខក៏មានដែរមកគូរបស់វាគឺ1350ឥឡូវហ្នឹងយើងមានតម្លៃរៀងធូរជាងមុនតិច1350 Bishop បងលេខក៏125ណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានធុងសបកធុងក៏បានចាំបានឧបលើក៏បានគឺមានលក់ទាំងអស់នៅ iMall ហើយសម្រាប់ microphon មុនសសនសេរីចុងក្រោយនេះគឺបងប្អូននឹងមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់មានន័យថាសម្រាប់ microphon មុនសសននេះវាមានទាំង echoវាមានទាំង bluetooth វាមានទាំង microphone ពីរដើមជាប្រភេទ microphone ដែលចាប់បានឆ្ងាយហើយច្រៀងពីរោះហើយច្រៀងដោយមិនប្រឹងនេះគឺកម្រិត echo របស់វា1 1 1 1 2 Oh Vishna Vishna ខ្ញុំមកមិនមិនគូឡើយពងរត់ស្នេហ៍ខ្ញុំអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលណាដែលបងប្អូនជឿរើសយកផលិតផលដែលមានគុណភាពផលិតផលដែលមានបានធានាធំធៅគឺបងប្អូននឹងទទួលបានផលិតផលមួយដែលយកទៅច្រៀងពីរោះហើយបងប្អូនប្រើប្រាស់ដោយវាមិនសំចិត្តមិនធំចិត្តទេអញ្ចឹងគឺជាភាពងាយស្រួលនៅពេលដែលបងប្អូនទិញផលិតផលដែលមានក្រុមហ៊ុនផ្លូវការផលិតផលដែលមានបានធានាច្បាស់លាស់គឺនៅកន្លែងហ្នឹងឯពេលយើងជាគឺជាធូរមកអត់ប្រឹងទេBongs na tasa
chui phrem chân đá tha bóng sna srei sông ruộng bãi ốm khó mùi chiến đi mùi chiến đi chẳng người ta ở xem bài phát microphone mà mình sao nằm ai xôn xôn bầm bồn ấy xem lên với sầu lo chẳng được bây giờ nhom chiếc nhom mình phần cả lăng ấy cứ nhom chiếc prai cầm lăng đi từ nhom này dị thò mà đấy còn nhom ai chiếc màn giang piru này hái chỉ hạt phao mối đại bóng phốn cua tái tên bật phao là miền đi mất nhà chấp lo miền brand chấp lo miền ban thế này chấp lo miền tập phao facebook player nó bây giờ dùng ngó rồi dùng prai miền bảy hà lạt luôn cái này bóng phốn ai su bàn chẳng xem bài bóng phốn để trong bán phát microphone này cô đại miền côn đảo phú complete Monsasan model MS-009 chẳng dương xong bà chạp cả lái bì bì thiên bắt microphone Monsasan chùm nón chẳng khói đồng bằng Monsasan đại chìa prophet microphone Monsasan chân chạm xe mẹp chạm bì bòn mà phê mùi tay mà đó phải bùa đấy về lỡ khai đọc mùi chẳng ní cứ xe mẹp bì bòn mà phê mùi tay mà đó cứ bóng bốn ách rô tinh bán này ai mòn bà, ông con chẳng.